mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 21, câu 15 đến câu 19. Hôm ấy, khi các môn đệ ăn xong, Đức Giêsu hỏi ông Simon Phêrô: "Này anh Simon, con ông Gioan, anh có mến thầy hơn các anh em này không?" Ông đáp: "Thưa thầy có, thầy biết con yêu mến thầy." Đức Giêsu nói với ông: "Hãy chăm sóc chiên con của thầy." Người lại hỏi: "Này anh Simon, con ông Gioan, anh có mến thầy không?" Ông đáp: "Thưa thầy có, thầy biết con yêu mến thầy." Người nói: "Hãy chăn dắt chiên của thầy." Người hỏi lần thứ ba: "Này anh Simon, con ông Gioan, anh có yêu mến thầy không?" Ông Phêrô buồn vì người hỏi tới ba lần: "Anh có mến thầy không?" Ông đáp: "Thưa thầy, thầy biết rõ mọi sự. Thầy biết con yêu mến thầy." Đức Giêsu bảo: "Hãy chăm sóc chiên của thầy. Thật, thầy bảo thật cho anh biết. Lúc còn trẻ anh tự mình thắt lưng lấy và đi đâu tùy ý. Nhưng khi đã về già, anh sẽ phải giang tay ra cho người khác thắt lưng và dẫn anh đến nơi anh chẳng muốn." Người nói vậy, có ý ám chỉ ông sẽ phải chết cách nào để tôn vinh Thiên Chúa. Thế rồi người bảo ông: "Hãy theo thầy." Quý vị và các bạn thân mến, tin mừng hôm nay đề cập đến việc Chúa chọn Phêrô và trao cho ông trọng trách là thủ lãnh giáo hội. Xét về thực chất, Phêrô cũng chẳng hơn gì các tông đồ khác trong nhóm 12. Nếu ông nổi bật về sự mau mắn, thì dễ bốc đồng và nóng nảy. Nếu ông mạnh mẽ trong lời quả quyết, thì lại yếu đuối trong việc thực thi lời cam kết. Về kiến thức, chắc chắn ông không hơn gì Matthew hay Nathanael. Về sự nhiệt thành với lề luật, ông chẳng bằng Simon nhiệt thành. Thế mà Chúa Giêsu đã chọn Phêrô làm thủ lãnh cai quản giáo hội. Thiên Chúa không bao giờ sai lầm trong đường lối của Ngài. Việc chọn lựa của Chúa Giêsu cho thấy điều Thiên Chúa cần ở con người không phải là khả năng hoặc khôn ngoan, mà là lời đáp trả trong tình yêu. Ba lần hỏi Phêrô: "Anh có yêu mến thầy không?" không phải là để đền bù ba lần chối Chúa, nhưng là một đòi hỏi tiên quyết, tức là tuyên xưng lòng yêu mến. Chúa Giêsu không bao giờ quay ngược về quá khứ để kết án một ai. Dĩ vãng của những kẻ tìm đến với Người chẳng bao giờ bị vạch hỏi, bị bôi nhọ, thóa mạ. Đến với họ là Người muốn bắt một nhịp cầu để họ trở về với Người. Một cử chỉ yêu mến của người phụ nữ tội lỗi trong khoảnh khắc cũng đủ tẩy sạch tội lỗi chồng chất trong cuộc đời bà. Một lời xin tha thứ của người trộm lành trên thập giá đã cất khỏi anh gánh nặng của bao lỗi lầm trong quá khứ. Trong trái tim Chúa Giêsu vẫn luôn đủ chỗ cho tất cả và từng con người. Con người không cảm nhận được tình yêu của Chúa vì con người không sẵn sàng đáp trả. Người đặt hết tin tưởng vào mỗi người, ngay cả quá khứ tội lỗi cũng không làm giảm niềm tin tưởng của người. Một Phêrô với nhiều khiếm khuyết, Chúa vẫn chọn để trao cho trách nhiệm, dù cả khi đã được chọn, mà trong tương lai vẫn còn vấp phạm. Nhưng khi Phêrô không chịu giao tiếp với dân ngoại trở lại, một việc làm đã bị Phao-lô chỉ trích, cũng như Chúa Giêsu đã dùng thị kiến để sửa dạy. Việc lựa chọn Phêrô giúp chúng ta thêm tin tưởng và hy vọng.
vì biết rằng Thiên Chúa vẫn yêu thương cả khi chúng ta mang đầy bất toàn tội lỗi. Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết đáp lại lời mời gọi của Chúa và sống yêu thương bằng cách quên đi quá khứ để nhìn về hiện tại và góp sức xây dựng tương lai tốt đẹp hơn.